Thưa quý vị, thực hiện đề án nâng cao chất lượng giáo dục quận Hoành Sơn giai đoạn 2017-2021, tại trường Trung học cơ sở Huỳnh Bá Chánh, nhờ sự nỗ lực quyết tâm của đội ngũ cán bộ, giảng viên và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, công tác giáo dục của trường đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao vị thế của ngành giáo dục quận nhà. Nhà trường xác định nâng cao chất lượng giáo dục bền vững là triển khai đồng bộ các giải pháp từ nâng cao chất lượng cán bộ giáo viên đến đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Đến nay, nhà trường đã được đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống phòng học, phòng bộ môn, phòng đa năng. 100% các lớp học, phòng bộ môn được trang bị máy vi tính phục vụ công tác quản lý hành chính, nối mạng để khai thác thông tin phục vụ dạy học. Nhất là việc linh hoạt trong triển khai học online trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch bệnh COVID-19. Một cái điểm nổi bật của nhà trường cũng rất là đáng tự hào, nó thể hiện được cái công sức của thầy và trò, đó chính là cái cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố. Có lẽ là trường Trung học cơ sở Huỳnh Bá Chánh là một trong những cái trường rất là ít trên địa bàn thành phố này là đạt giải nhất 2 năm liên tiếp, bởi vì đây là một sân chơi dành cho các trường, kể cả các trường trung học phổ thông, trong đó có trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, và đây cũng là hai giải nhất đầu tiên của quận Ngũ Hành Sơn của chúng ta trong cuộc thi này. Cùng với đó, nhà trường cũng đặc biệt chú trọng tổ chức các hoạt động về dạy học trải nghiệm, thực hành và rèn luyện kỹ năng sống, tự học, phát triển thể lực, năng khiếu, nghệ thuật, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. Các hoạt động phát triển văn hóa đọc được tổ chức tạo hiệu ứng tốt và nhận được sự quan tâm từ các em học sinh cũng như các bậc phụ huynh. Đặc biệt, việc học và ứng dụng tiếng Anh tại trường được triển khai hiệu quả theo mô hình câu lạc bộ, ngày hội giao lưu, phát huy khả năng tự học trong mỗi học sinh. Mình đưa học sinh đi học những tiết học trải nghiệm ở thực địa, rồi ở những di tích lịch sử hoặc là bảo tàng Đà Nẵng, thì nó sẽ gây cái sự hứng thú rất là lớn cho các em. Đa số là các em đều cảm thấy là khám phá, tìm tòi. Sau khi được đi tham quan thì kiến thức của em được mở rộng hơn. Em sẽ tiếp thu bài dễ dàng hơn và biết thêm những điều về lịch sử Việt Nam, và mức độ hiểu bài chúng ta sẽ được mở rộng hơn so với bình thường học ở trên lớp. Với kết quả đạt được hàng năm, 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, 32% học sinh đạt loại giỏi. Học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố đạt từ 35 đến 40 giải. Học sinh trúng tuyển trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tăng trung bình từ 2 lên 7 học sinh. Chính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc thực hiện đề án. Và đó cũng chính là động lực để nhà trường tiếp tục trong chặng đường nỗ lực đào tạo nên những học sinh có trí, có đức.